Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong clip ngày nay, bên em thông báo mới về được một ít đẩy xịn của B3 cũng như Omni Jaguar Sizong BA207G. Anh em xem lô đẩy bên em về này, mặt mũi là khá là đẹp. Còn đối với dòng đẩy thì anh em biết rồi, mặt sắt nó là bằng sắt nên đôi khi nó hay bị rỉ, không tránh được điều đó. Nhưng bao anh em mình là bao zin bao sống, bao zin bao sống. Và bên em sẽ báo giá từ trên xuống dưới để anh em mình được vào việc thì báo bên em nhé. Đầu tiên là dòng Omni Jaguar Sudang BA207G. Dòng tem chéo anh em, dòng tem chéo rất hiếm, rất ít có con tem chéo như này. Được sản xuất tại Hàn Quốc và giá thành là cực kỳ êm, 4 triệu mốt một con. Omni này công suất đánh là 85W một kênh ở 4 ôm và 170W một kênh ở 8 ôm anh em nhé. Đánh những đôi bát 25 vô tư. Tình trạng đây anh em xem, sắt là gì này, mặt trên gì này. Hàn Quốc nhá, sản xuất tại Hàn Quốc. Hàn Quốc tem chéo rất hiếm. Có 3 con B3. 1 2 3. 3 con model của nó là 1235 mã. Có nghe đẩy 3 kênh. 500W một kênh. Giá bán là 3,2 triệu một cái bao ship. Anh em nhớ model đi em nhá, nhớ model để anh em xuất giá. 3,2 triệu một cái bao ship. 3 kênh, mỗi kênh 500W. Như vậy thì ta đánh được cho, có thể đánh được một đôi full 30, một cái súp hơi 30 hoặc 40 côn 76. Hai kênh này này, ba kênh thì mình đánh kênh A, kênh B, A này, B này, mình đánh cho đa full, kênh C đánh súp chẳng hạn. C có thể mình có để đánh sen hoặc súp, nó mình tùy mình ký hiệu anh em nhé. Ba kênh bằng nhau, tùy anh em chọn nhé. Đó, A, B, C. Để ba kênh rất là hay ở chỗ đó, 3,2 triệu một cái. Anh em search giá trên mạng. Có hai cái con đẩy này, AR là được bao nhiêu? 825 mã này. Đó. Đẩy này. AR đây, 800 mã đây. Hai con, 1 2 hai kênh nhá, để hai kênh. 500W một kênh, giá bán là 2,8 triệu một cái bao ship, 2,8 triệu một cái bao ship. Và có hai cái khá là khủng long nhá. 1200 25 mã đẩy hai kênh. Hai cái thôi. Đó. 750W một kênh. Giá bán là 3,2 triệu bao ship luôn. Nó hơi tối quá thì bên em không mở trong được, còn anh em yên tâm. Đã mua sản phẩm bên mình thì các anh yên tâm là bên mình sẽ mở ruột gan cho anh em mình xem trước khi chuyển khoản nhé. Anh em cọc cho bên em 100 ngàn rồi nhận hàng thanh toán nốt. Dòng 203XG này anh em thể ghép với những dòng loa bow 301 CD2, nó khuân tiền, nó vừa tiền nhau. Con bow khoảng tầm 7 triệu, mấy con này tầm là 4 triệu mốt, tầm 11 triệu. Cực kỳ hay, vừa nghe vừa hát, hàng xịn. Đẩy B3 anh em cũng vừa nghe vừa hát được. Đánh với loa B&B hoặc loa Nhật. Nó hát nhá, hát của Nhật cực kỳ hay luôn. Vừa nghe vừa hát, tuyệt vời. Để được tư vấn và mua sản phẩm, anh em gọi điện trực tiếp cho bên mình qua số máy 0904 61 2323. Và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này.